Mỗi một con người không có duyên, không có phước, không có thọ mạng. Người này chân thật niệm Phật, ăn chay phóng sanh. Phóng sanh dùng cái cách ăn chay là thù thắng nhất trong thời đại hôm nay. Nhớ. Hoặc là mình gặp ai bất an, mình đem những lời giúp người ta an tâm. Đủ duyên gặp người đem Phật Pháp giới thiệu, khuyên niệm Phật. siêng năng làm như vậy nhất định vận mệnh sẽ có sự thay đổi đặc biệt chuyển hóa cũng rất là nhanh rất là nhanh những đức thấy mình đi tu vận mệnh có sự thay đổi thay đổi khá lớn như vậy nhớ tin một trăm phần trăm vào lời phật dạy vận mệnh mỗi một người nhất định chuyển xây được nếu như mình than vang trách số phận trách ông chờ trách con người vậy thì nghiệp lực càng ngày càng tạo nặng thêm nó không có lợi ích gì mà gia đạo càng ngày càng lụng bại thêm nữa nên những đức đã thấy ngày xưa dưới quê có những gia đình nghèo nàn vô cùng làm nghề sát sanh đi đâm nhái đâm ếch đâm cốc có khi buổi trưa cầm cái súng chĩa đi lội nước để săn chuột săn gắn con cháu sanh ra ẹo ọt khó nuôi gia đạo nghèo nàn lũng bại từng đời càng tệ hơn không phát triển được nếu như mà họ nghe được phật pháp họ đổi nghề cứ đổi nghề đi không có đói đâu đừng có sợ Đừng có tiếp tục làm nghề sát sanh Làm nghề sát sanh thì không thể nào ngóc đầu lên nổi Dù là gia đạo đó làm nghề sát sanh giàu trước mắt Nhưng không bao lâu là nhất định sạc nghiệp Vì Phật dạy mà mình đỏ mạng chúng sanh thì là mình đỏ mạng mình Bố thí thì giàu có Đem phương pháp hay giới thiệu là thông minh trí tuệ Đây là xác thực 100% gieo nhân Gặt quả bạn gieo nhân gì? Gặt quả báo nấy con người đều muốn giàu sang nhưng keo kiệt cái gì cũng muốn gương góp cho gia đình mình Không có giúp đỡ hay gặp người khổ đau mình không giúp đỡ Có khi người ta đi đường người ta không biết đường đi Người ta hỏi mà có khi mình còn chỉ tầm phơi tí phèo Vậy là không đúng Đúng ra cơ hội người ta hỏi đường mình Mình phải chăng thật mình chỉ làm sao cản kẻ Cái tâm nó cũng có phước Người ta đi lỡ đường người ta khát nước Mờ người ta một ly nước Nên những đức nói rằng cái bố thí cúng dường không tốn tiền nhiều quý vị để một cái thùng nước trước cửa nhà Viết thêm chữ xin thường niệm ai với Đà Phật Người ta uống nước là tài thí Người ta gặp câu ai với Đà Phật là pháp thí Người ta vui vẻ quan hỷ là vô ý thí Một bình nước đã tu được rồi rõ ràng quý vị coi đó Nên mỗi một người chúng ta Quý vị phải nhớ rằng mình mà nghe được Phật Pháp Thì có thể chuyển được vận mệnh Ai cũng có thể chuyển được Cuộc đời mình bây giờ nghèo nàn Khổ đau gia đình tan nát Là do chính nhân mình tạo Bây giờ quả mình phải chịu Nếu bây giờ mình than vang Là mình không chịu trả nợ Mà không chịu trả nợ cũng phải trả Mà nó trả lâu dài Nên có những người bị hắc hủi Bị chửi mắng Bị ruồng bỏ lại chán nản Thắt cổ tự tử uống thuốc sâu Tại vì họ không nghe được Phật Pháp Chính họ đã tạo thêm cái đầu mối Quay quần trong nghiệp quả càng ngày càng khổ Được thân người này bị người ta nói vài câu Cảm thấy khổ tâm Tự tử thì cứ là Mỗi từng là tự tử hoài như vậy Thì khổ gấp trăm ngàn lần mới vị coi Tưởng đâu chết gọi là xong Do không hiểu đạo Mà đã đi sâu vào con đường đỏ lạc Nên chúng ta nghe đạo lợi ích lớn vô cùng tất cả những việc gì cuộc đời của mình cũng có thể giải quyết được từ ngay phật pháp dạy đều giải quyết được hết tiên sinh liễu phàm thông minh vô cùng như giải mà bị lời coi của khổng tiên sinh câu thúc gần hai chục năm chịu chết cứng luôn nhưng ngài văn cốc thiền sư dạy ông chẳng thật nghe lời tu hành chuyển hóa số mệnh trong số mệnh của ông không có con Ông tu nhân tích đức cầu con có con Trong gia đạo của ông Không giàu sang Học hành Dù có làm quan cũng quan nhỏ Vậy mà tu nhân tích đức Sau này làm quan lớn gia đạo hương thịnh Tuổi của ông sống 53 tuổi chết Vậy mà ông tu nhân tích đức Ăn chay phóng sanh niệm Phật Ông sống tới bảy mươi mấy tuổi Như coi rõ ràng Số mệnh hoàn toàn thay đổi hết Và du tịnh ý công cũng vậy Người học rất giỏi Nhưng có cái là tâm địa hẹp hòi Viết chữ sai ngồi lại vứt bỏ đại càng Không tôn vọng giấy chữ Lấy của công xài cho cá nhân Tâm hẹp hòi nhưng bên ngoài ra vẻ là một con người thiện tâm Từ cái tâm địa này Mà phá nát gia can Của du tình ý công Sau này được Táo thằng điểm hóa Ông chỉnh sửa từ tâm lại Viết lên những lời sám hối Ăn chay niệm Phật Và làm điều thiện Không chỉ cầu như vậy mà gia đạo ông chuyển hóa hoàn toàn Đứa con bị điên hết điên Nên quý vị coi đứa con bị Không biết nói chuyện Đứa con quý vị bị điên Gia đạo quý vị tan nát Là do chính cái hành động Nghiệp quả Nhân ác Bây giờ chưa cảm quả ác Nếu như bây giờ quý vị mà tu nhân tích đức Hướng thiện làm lành Tức khắc từ từ con bị thay đổi liền Chắc chắn 100% Con của du tịnh ý công bị điên Ông tu nhân tích đức con ông hết điên và thằng con trai mất tích nhiều năm, ông tu nhân tích đức tự nhiên kiếm được người con trai. Và ông thi hoài cũng không đậu, ông tu nhân thích đức, ông thi đậu tiến sĩ. Quý vị coi, gia đạo hoàn toàn thay đổi y gan như là Liễu Phàm cũng vậy luôn. Như vậy thì người xưa đã viết sách để lại cho chúng ta. Như vậy thì cuộc đời chúng ta có thể chuyển được vận mệnh. Chính mình chuyển được hay không là do tâm mình. Thí dụ như người vô chùa tu là quý vị đang mở tâm lượng nếu bây giờ tâm lượng mỗi ngày còn hẹp hòi ích kỷ Làm việc phục vụ chúng sanh mà mặt mày buôn phiên Sống chung với chị em để ích kỷ nhỏ mọn Biết mình không biết ai cả Ngồi nói chuyện thì chăm chích Không có lợi ích gì Mà toàn là có cái tâm ác ý Nếu mang cái tâm này Như vậy thì quý vị, vị đi tu Làm sao chuyển được vận mình Làm sao có được những ngày tháng an tâm Phải đổi cái tâm đó liền Mình mỗi ngày niệm Phật Đừng bao giờ mang cái tâm là không vừa lòng Không vừa ý người khác Quý vị biết rằng mình là phàm phu Phải được nhắc như vậy cả những đức Có khi cái tâm của nó vẫn bị tối tâm Tự nhiên nó cảm thấy không vừa lòng Không vừa ý người ta Nhưng mình lên mình tu một thờ nên những đức phiên quý vị Hai thờ công phu sáng tối rất quan trọng để nhắc nhở mình Hoặc là một lời chia sẻ Phật Pháp này Có khi nó cởi mở tâm tư liền Phàm phu mình ngộ lắm quý vị ơi Có những lúc sáng có những lúc tối quý vị à Càng phải được bổ túc suốt như vậy nè Nếu không là nó lầm đường lạc lối sai lầm á Nhớ Càng đi càng sai Không bước ra được ánh sáng mà đi sâu vào bóng tối Nhớ Nên mình có cái tâm vô chùa mình tu Thí dụ như có những người Muốn ta đi vô chùa tu để mà mình Được sức gia tu đạo Mình vô chùa bây giờ là sức gia Tất cả các cô là sức gia đó Các chú là sức gia đó Các cụ là sức gia Vì sao? Vì sức gia là xa căn nhà thế tục gia nhập vào ngôi nhà tam bảo tam bảo là phật pháp tăng phật là giác pháp là chánh tăng là tịnh phật pháp tăng này là mỗi một người chúng ta từ tự tánh phát ra phật pháp tăng giác chánh tịnh quý vị đã xa các nhà thế tục vô trong đạo là đang gia nhập vào giác chánh tịnh và tự tánh hiển lộ từ từ ra nên mình hiện tại đang ở đây là người xuất gia đó tại vì sao không giữ tiền chấp hành theo nội quy trong chùa sống hòa thuận không có tâm buồn giận ai mỗi ngày niệm phật cầu sanh cực lạc là người xuất gia chứ gì còn nếu như người cạo đầu mà chạy tới danh lợ dù quý vị tu năm sáu chục năm đi chăng nữa cũng lại uổng công vô ích nhé thí dụ như những đức coi bộ phim của liễu phạm tứ quấn câu chuyện của tiên sinh liễu phạm Khi những đứa coi đến cái công đoạn mà liễu phàm mà khi mà thi đậu tiến sĩ được triều đình đưa về cái quyện đó để mà làm quan mà cái quyện nó nghèo nàn sơ sát ngày đó là liễu phàm đến để nhậm chức người ta đến nhậm chức thì kiệu lớn rồi càng chống rình rác Liễu phàm giả một con người bình thường Đi một mình Để mà Coi dân tình như thế nào Tìm hiểu Vì coi nhờ liễu phàm á, Nghe được Phật Pháp mà có được cái tâm này Hay không nhận Thì những người ở trong Quán trường đó, đó Chuẩn bị ngày đó để mà lập bàn đồ để mờ vị quan mới đến trong khi thì dân tình khổ nghèo nàn đói khát cỏ mà không mọc lên nổi đói mà đến nổi mà ăn cỏ hết luôn cái quyện mà liễu phàm đến mà nhậm chức nghèo đến mức gì đó quý vị và những người mà nhậm chức quan vẫn còn lại nói thì mấy ông quan đến 3 năm xong rồi gom góp xong rồi đi thôi nhiệm kỳ 3 năm nhưng quý vị biết rằng Liễu Phàm nghe được đạo đức Tin nhân quả Làm thiện, làm ông quan tốt Một cái quyện nghèo nàn mà Liễu Phàm đến Thời gian chưa bao lâu Là cải cách cái quyện đó trở thành một cái quyện phong phú Dạy cho người dân biết trồng lúa Biết thu hoạch Biết buôn bán Biết làm nghề Để mà gọi là kiếm kế sinh nhai Chính Liễu Phàm dạy Dạy người dân đó có đạo đức Liệu Phạm là một ông quan thanh liêm Cải cách địa phương nó trở thành một địa phương Chù phú Quý vị nghĩ đi Đặc biệt như vậy đó Coi đến công đoạn này thấy rõ ràng Quý vị coi xã hội bây giờ Có những nơi nhà cao Cửa lớn Chùa to Phật lớn Chúng ta phân tách đây là Thế gian và trong đạo luôn Nhưng quý vị coi nó chỉ có cái lớp lao mà trong đó nó không có cái gì rõ ràng Và nó hư nát bên trong ấy. Vậy thì chuột cao vật lớn gì có đạo quý vị Không, sao có đạo được Thí dụ như một địa phương nghèo nàn vô cùng Tất cả các ông quan khác đến 3 năm là gom góp một số đi Điều là cá nhân gì mình Nên cái địa phương càng ngày càng tiêu điều khổ cực nhân dân làm tháng đi coi liệu phàm đến cải cách lại thì địa phương nó phát triển do cái tâm một con người lãnh đạo mà ra còn bây giờ quý vị coi có những nơi quý vị coi nó cũng nhìn thấy phong phú vô cùng mà bên trong thì nó gã nát hết bên trong thì tiêu điều hết gã nát hết con người chỉ biết cá nhân mình chỉ biết gơm góp đều là sống với nhau đều có sự dị kỷ đều có một cái tâm mà gọi là làm sao mình gơm góp được Đến khi mà có sự việc gì Thì mình cũng nắm đường chút để cầm đi Ai cũng có cái tâm như vậy Vì làm sao cái nơi đó phát triển như vậy Và chính người trên Cũng là cái gì Cũng là dụng người chứ không phải là Chân thật dạy người Dụng Có khi dụng để giữ cái ghế của mình Vậy thì cuối cùng là Dạy cho con người cái gì Dạy cho mỗi một con người là Điều là cá nhân mình để sống Cá nhân mình để sống không có cái sự đoàn kết thì làm sao mà hưng khởi quý vị nếu như quý vị tu đạo quý vị để ý qua chỗ này thì quý vị sẽ thấy những đức đi tu những đức mới thấy thật sự mà nói trong phật pháp bây giờ cũng đáng sợ thiệt bởi vì mình mà nếu mà không tin nhân quả sâu sắc thật sự mà nói gặp phật pháp cũng rất dễ bỏ đạo quý vị vì sao vì chính người tu đạo chúng ta làm không phải Thật sự mà nói mình vẫn còn là phàm phu Thì có những cái cũng không phải Nhưng có những cái không phải của mình quá nhiều Cuối cùng người ta chán nản Khi gặp được Phật Pháp Cuối cùng bỏ luôn Phật Pháp Trong khi Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt thù thắng Nhưng mà có những người tu đạo chúng ta thì Không tiếp nhận nền giáo dục đó Thật sự mà nói mình không phải hoàn toàn Ai cũng hoàn toàn đúng nhưng mà dù có sai gì đi chăng nữa Nó cũng là một phần nào thôi Còn cái này có khi mình quá đáng Quá bậy bạ mà Có nghĩa là ở trong chùa mà Tào lao bắt xế bậy bạ hết hoàn toàn Nó rã nát nội bộ hết Nó nghĩa là nó đều là cái gì Đều là để mà nương nhau Để mà mỗi người Nó gom góp được chút một chút một chút để mà Gọi là tìm kiếm cuộc sống Những đức nêu lên vậy cho hàng Phật tử khắp nơi nơi Và người tu đạo chúng ta Chúng ta cùng chia sẻ Hàng Phật tử quý vị đừng bao giờ chán Khi gặp những cái tình cảnh như vậy Vì sao? Vì giáo pháp Đức Thế Tôn là giáo pháp giải thoát Có giáo dục Nhưng do người ta không tiếp nhận giáo dục thì chịu thôi Còn nếu như quý vị Là người chân thật có một phương pháp tu Nắm được một phương pháp Hàng cư sĩ ở nhà cố gắng dụng công tu đạo Chắc chắn quý vị sẽ nhận thức được Phật Pháp là đặc biệt Nhưng Đức thấy rõ ràng Phật Pháp tuyệt vời những đức càng học Phật thấy càng vui Tuy những đức còn là một phàm tăng Không được gì cả Nhưng những đức thấy Phật Pháp cho mình niềm vui Cho mình sự an tâm với việc Cỡ nào đi chăng nữa Những đức bước vào cửa đạo Vẫn là đoạn ác nhiều Còn ác nhưng đoạn ác rất nhiều Phát thiện rất nhiều Đoạn ác phát thiện Có Ngày xưa ngoài đời những đức phần nhiều Mười phần đã chín phần tạo ác Bây giờ vô đạo Thì 10 phần những đức Có thể tạo thiện được 7-8 phần Thì quý vị coi Phật Pháp là ích lớn rồi đó Càng tu học Đã cho mình cái sự lợi ích lớn rồi đó quý vị Những đức nói với quý vị là 7-8 phần những đức vẫn còn tạo ác 2-3 phần phải không? Những đức nói Đây là nói rất thật lòng Nên quý vị nhớ rằng Mình là người học đạo Đừng bao giờ thất vọng đối với người Tu đạo không ra gì Vì chính họ không tiếp nhận Phật Pháp Quý vị nên nhận thức rằng Mình là người tu đạo, mình là người sửa mình Mình là người nhận thức học Pháp, mình sửa mình thôi Đừng bao giờ chán nản Khi gặp những người tu đạo sai lầm Có những người tu đạo mà cái Cái hành động của họ Còn dữ dằn hơn người đời Hung dữ, bạo ngược Có không? Có chứ Vì gặp chỗ này quý vị cũng đừng bao giờ thất vọng Vì đó là mọi cách tu của mọi người Thấy không? Nên từ nơi đó Từ nhân từ quả mà ra Chúng ta cũng không cần thiết phải thất vọng Chúng ta cứ cố gắng sống mỗi ngày tốt đẹp Có duyên làm thiện thì chẳng thật mà làm Cứ mỗi ngày sống rất là tốt đẹp đi là được Nên Phật dạy mình Đừng nghĩ tương lai Đừng nghĩ quá khứ Hãy nhìn hiện tại nè Hiện tại là mỗi ngày sống tốt đẹp Đừng có nặng nè Quý vị để ý mỗi ngày mà mình đang bận tâm cái gì về tương lai Nhớ lại quá khứ Là quý vị tức khắc là bất an trong cái hiện tại rồi. Mà cái hiện tại là cái quan trọng để tiến thẳng từng bước từng bước mà đi đến tương lai hướng đến tương lai là mỗi ngày nè nên mỗi ngày mình đang niệm phật sống vui nên những người mà có tâm đi vô chùa muốn tu đạo quý vị nghe gì bị nhớ phải gây dựng từ ban đầu phát nguyện như thế nào giữ tâm như thở ban đầu một đời dư thành phật tâm ban đầu là tâm chịu thiệt dù bị người ta gầy lá chửi mắng nhưng mà mình có thể nhẫn nại được nên hôm qua những đức gặp bốn chữ Đại nang, đại nhẫn Đại nhẫn, đại nang Nang là gian nang Chịu khổ Người chịu khổ nhiều Chữ đại Nang là người này khổ cực vô cùng nhiều Chịu được Thì nhẫn được Người này nhẫn được, đại nhẫn Thì chịu khổ được Thì tu đạo chắc chắn thành tựu lên Đại nang, đại nhẫn đại nhẫn, đại nan Nên tất cả những người tu đạo chúng ta phải nhớ Điều là thử thách mà thôi phải kiên nhẫn Phải nhẫn nại, gặp khó khăn phải nhẫn Đối khác Giàu sang cũng nhẫn Nhẫn là gì? Giàu sang không dính mắt là nhẫn Đối khác, đối khác không buồn phiền là nhẫn Thương yêu, thương yêu không dính mắt là nhẫn Bị chửi mắng ghét không buồn là nhẫn nhẫn được thì nhất định cái khổ nó sẽ chịu được không nhẫn được sao chịu khổ được phải nhớ từ nơi đó khi phát tâm vô chùa tu mình muốn từ phàm phu mà nhập thánh thì phải nhẫn phải chịu khó phát tâm gì đó chứ đừng có nói rằng bây giờ tôi còn là cư sĩ tôi trong chùa chứ phải người xuất gia không mình là người xuất gia đó cố gắng mỗi ngày sửa đổi lỗi lầm đi Đừng buồn, đừng giận, đừng chăm chích ai Đừng có tâm đố kỵ Đừng có tâm mà gọi là mong cầu giàu sang phú quý Đừng có có cái tâm mà cầu chùa cao Phật lớn Có của cải thì dùng với chúng sanh Có phước duyên thì dùng vậy thôi Không dính mắt Làm được vậy thì quý vị đặc biệt rồi Chứ không phải rằng cứ vị đá đổ Làm người nghèo cùng để buôn xả không phải Sống trong cái cõi đời này Mọi người có phước duyên, có phước duyên Dùng cho chúng sanh Mình dùng cái phương tiện không dính mắt khi phước duyên này của cải này mất đi chúng ta không buồn phiền vì cõi đời này thịnh sĩ si là chuyện bình thường thôi nhớ vậy thì quý vị nghe gì rồi mình là người tu đạo mới phát tâm vô chùa tu nhất định quý vị sẽ nhận thức cái gì Phật pháp là nền giáo dục phải tin nhân quả còn nếu không thì mù mờ suy nghĩ rằng đi tập sự tu hành để xuất gia mù mờ cứ nghĩ rằng cạo đầu xuất gia đắp y thọ tiền khéo giới cứ nghĩ như vậy mà quên đi Phật pháp là nền giáo dục cuối cùng vẫn là người không ra gì dù có xe di tỳ kheo gì chăng nữa cũng không ra gì vì sao vì mình đâu có nhận thức được phật pháp là nền giáo dục đâu đó. nên từ nơi đó mình là người đi tu dù là cư sĩ mình cũng không bao giờ thất vọng người tu nhiều năm mình sao sao kệ người ta chuyện nói chuyện người ta thôi. mình cố gắng thí dụ như mình còn phàm phu có khi ngồi xuống nói chuyện vài câu để mà xả chết đi xong rồi thôi mình nghĩ mình là phàm phu thôi bỏ qua đi tại vì sao vì phàm phu có khi bực bội quá không nói cũng không được nói vài câu thôi bỏ qua luôn đi. Nhưng cố gắng niệm Phật từ từ giảm 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 giảm. Biết cái điều đó không đúng. Phải nhớ. Đi. Tại vì thấy chướng tay gai mắt mà phàm phu mình có khi những việc chướng tay gai mắt mình nhìn chỉ là cặp mắt phàm phu mình thấy thôi. Có khi cái sự tình của nó nó cũng không phải đến nỗi gì. Nên mình thôi quay lại lo tu đạo cho tốt. Hiện tại mỗi ngày sống tốt, đặc biệt rồi quý vị. Làm gì phải thất vọng ta bỏ đạo. Nếu đạo Pháp nó không tốt Vì sao 3.000 năm vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay Phật Pháp là tốt Bậc trí đã kiểm định là tốt Từ nơi đó mới truyền tải 3.000 năm nay vẫn còn tồn tại Tất cả quốc gia đều tiếp nhận Dù là Phật Pháp gặp Những cái chướng nạn Muốn quỷ diệt Phật Pháp Nhưng Phật gia Pháp cuối cùng vẫn hưng thịnh Vì sao? Vì đây là Cái đạo mà cứu nhân sinh Cứu nhân sinh nên chư Phật chư Tổ nói Pháp môn tịnh độ này là cái Pháp mà Có thể giải quyết vấn đề khổ đau cho nhân sinh Trong thời kỳ mạt Pháp Vì có Phật hiệu này đi đứng nằm ngồi cái niệm suốt Chân thật mà niệm siêng năng mà niệm A là vô di đà là lượng Phật là giác Niệm ra cái tâm giác ngộ Vì thì có người mình an lạc Mình không buồn, không giận, không trách ai Nên có Phật hiệu này cứ nắm suốt mà niệm Là kết quả lớn lắm nên cái chương trình Ngày 11 tháng 10 âm lịch Thứ tư tuần sau chương trình người khiếm thị Hàng Phật tử quý vị nhớ là Có điều kiện quý vị Cái cơ hội này để mình Phát cái tâm mình ra Để mà tặng cho những người khiếm thị Những người thật nguyền, những người nghèo nàn Hay những người sao người ta ngồi trong đó là tặng Không nói dòng gió chứ Hai tháng một lần Tạo cơ hội tu duyên tu phước chúng ta hai tháng một lần tạo cơ hội phát tâm tu duyên tu phước làm đi quý vị đổi tiền ra cho con của mình tu duyên tu phước chỉ con mình người ta nghèo khổ gì đó không phải con cho người ta bằng cái tấm ngã mạng mà con phải cảm thấy rằng con mừng khi có người nhận của mà con tặng con cho và con nhìn lại đi người ta tặc nguyền như vậy còn con gì tại sao con không sống cho tốt đó là mình giáo dục con mình quý vị Để tiền của lại cho con cuối cùng con hư hỏng Cuối cùng không lợi ích gì Thôi để cái đức lại cho con đi Hai tháng một lần những đức tạo điều kiện cho quý vị tu phước đức đó Chăng thật mà làm đi quý vị Những đức cũng chăng thật làm Quý vị cũng chăng thật làm Chúng ta cùng chung tay Làm điều thiện điều tốt Có bố thí cúng dường Có bố thí pháp Có Bố thí vô ý Rõ ràng Ba cái thí có Nên quý Phật tử khắp nơi nơi à nghe gì rồi Mình gũ những người có điều kiện Không biết bố thí cúng dường Đó làm đi Họ đến đây vừa được nghe Pháp Vừa được niệm Phật Vừa được bố thí cúng dường Quá đặc biệt rồi Mỗi ngày cứ lo đi Làm giàu Tiền của này đổ vô cái thùng bể Có lợi ích gì quý vị Con hư hỏng dành của cải Ngỗ nghịch Thà quý vị tạo cái đức Có thể chuyển được cái nghiệp đứa con hư hỏng này Chắc chắn Chắc thật mà làm đi Kiên nhẫn cả đời mà làm đi Gieo nhân gạt quả quý vị Nên những đức điều là sáng nửa tiếng hồ Một câu ai dạy Phật niệm đến cùng Rồi nói vào định lực nhân quả tu hành Rồi quy về cái chỗ quý vị cố gắng siêng năng mà niệm Phật Cái thời gian mỗi ngày nó cứ qua đi Mỗi người chúng ta thì Càng ngày nó càng già yếu nên có nhiều người chúng ta cứ suy nghĩ rằng Mình còn trẻ Nên cứ để luống qua thời gian Đến khi tuổi già rồi thì thấy Cái khoảng đời đã đi qua của mình Không tích lũy được cái gì về nội tâm Tu hành và mặt tâm linh Càng ngày càng yếu kém Nên mình phải biết trân quý những thời gian mà còn khỏe nè, phải siêng năng niệm Phật có một phương hướng chuẩn xác tu hành hướng đến chỗ giải thoát phải nhớ cái câu giải thoát này giải là hiểu cái cõi đời này tuy là mình đang sống vậy nhưng mà nó không có gì thật cả tại vì mỗi một người chúng ta Nay mai gì Thọ mạng sẽ đến với mình Thì còn cái gì mà thật Đó là hiểu rằng Cuộc đời này không có gì thật Nên cũng không có gì phải buồn Khi được hay mất Đó là giải Còn mỗi ngày không buồn giận Hẳn trách ai sống một ngày là sống tốt Sống thiện Không nghĩ đến tương lai xa vờ Không khơ dậy những cái quá khứ đã qua đây gọi là tâm giải thoát quý vị. Nhớ. Nên giữ một câu Phật hiệu, siêng năng mà niệm. Ngày 11 tuần sau là nhằm thứ tư. Ngày 11 tháng 10 âm lịch. Ngày thứ tư tuần sau là chúng ta tới cái ngày tổ chức người khiếm thị quý vị. Nên những đức thường phiên quý Phật tử khắp nơi mình hai tháng một lần mình tập trung người khiếm thị và những đức bây giờ nói với người trong chùa thí dụ như có những người mà người ta cách thời gian người ta đến chùa mình xin gạo những người nghèo những người tặc nguyền những đức cũng thường thẳng máy nghe pháp rồi cho họ họ cũng biết niệm phật thôi bây giờ chúng ta quy về ngay cái ngày chương trình người khiếm thị cho họ được dự cũng vui vừa được nghe pháp vừa được niệm phật vừa được tặng quà mà họ được ngồi chung với nguyên một cái đại chúng rất là vui rồi chương trình xong có những người khiếm thị hát những bài hát rất là hay như chú tường văn hát những bài ca cổ cho họ nghe nên mình xin số điện thoại họ Những người trong chùa mình xin số điện thoại Những người mà đến xin gạo Hay những người thật nguyền Hay những phái đoàn khiếm thị đến bất tử Mình không có làm mà Nó cứ là Đến xin gạo rồi Đến xin gạo mình khó sắp xếp lắm Nên thôi mình cứ quy về Hai tháng lần chương trình người khiếm thị những người đi sinh, những người nghèo khổ tập trung về hết. Chúng ta tổ chức chương trình đó là ý mình vừa có tặng quà mà mình muốn đem Phật Pháp giới thiệu. Nhưng Đức thấy rằng là cái nghèo, cái khổ, cái bệnh, cái đau, cái tuyệt vọng cuộc đời chúng ta chỉ có Phật Pháp mới giải quyết được. Và quý vị phải nhớ rằng là Phật Pháp có thể chỉ chúng ta chuyển đổi vận mệnh. Nhớ đó. Phật Pháp có thể chỉ mình chuyển đổi vận mệnh. Ví dụ như tiên sinh liễu phàm Dù Ngài khổng tiên sinh Ngài có coi rõ ràng cả đời Nhưng mà Ngài coi được mà Ngài không có chỉ được cái cách quá giải Rõ ràng không? Nên thầy bói sách số có thể coi được Nhưng mà không chỉ được cái cách quá giải số mệnh Và có những người người ta coi được Mà người ta còn dùng cái Cái việc coi đó người ta kiếm cuộc sống Làm sao người ta chuyển được số mệnh gì Chính người ta còn không hiểu được Cái cách làm sao để chuyển được số mệnh mà Nên khổng tiên sinh thiện hiện coi được rõ ràng Cuộc đời của tiên sinh liễu phàm Cả đời Nhưng không chỉ được phương pháp Chuyển đổi vận mệnh Nhưng khi tiên sinh liễu phàm gặp Văn Cốc Thiền Sư Là người tu hành Thì nói về nhân quả Nói về vận mệnh Và chỉ ông cách chuyển đổi vận mệnh nên ngài văn cốc thiền sư ngài nói rằng mệnh là do nghiệp đời trước đã tạo nhân thiện thì gặp quả thiện nhân ác thì gặp quả ác đó là mệnh còn vặn vặn là chuyển thí dụ như cái nhân đời trước chúng ta tạo ác bây giờ cái nhân đời này chúng ta tạo thiện lại gọi là vặn vặn là chuyển người này lúc trước làm việc ác bây giờ làm việc thiện làm việc ác gặp quả ác làm việc thiện gặp quả thiện nên vận là chuyển mệnh là do từ cái nhân tạo ác mà gặp quả ác nên đời này có những người chúng ta gặp điều thiện gặp điều ác nên trong nhà phật mới dạy mình là thiện không dính mắt ác không buồn phiền vì mình đã tạo nhân thiện thì gặp quả thiện tạo nhân ác thì gặp quả ác nếu như bây giờ mình được thiện mà mình dính mắt còn đến khi mình xài hết cái thiện này Mình gặp điều ác Thì mình buồn phiền Vậy thì cuộc đời mình bị thiện ác buộc ràng không? Nên Phật Pháp chỉ mình Sống tiêu diêu tự tại Đó là thiện không Buộc ràng được mình Mà ác cũng không buộc ràng được mình Thiện không dính mắt Ác không buồn phiền Được không dính mắt Mắt không buồn phiền Từ nơi đó thì cuộc sống Của mình sống vô cùng là tiêu diêu tự tại Ngài Văn Cốc Thiền Sư đã chỉ tiên sinh Liễu Phạm Ngài có thể tu hành và chuyển được phận mà Đó là tu phước với vị Không chi là cái việc mà quý vị niệm Phật Là nhân thành Phật là quả Pháp này là Pháp giải thoát Như hôm qua những đức gặp một gia đình Gỡ một người con trai ở đây Không tu đâu mấy tháng Chú này lúc trước ở ngoài đời cũng, cũng sai lầm cũng gây nợ nần cho cha mẹ cũng cực khổ lo lắng rồi chú khi đến với phật pháp chú cũng đủ duyên những đức nói chú nghe ở công tu đó mấy tháng gì xong tính tình chú nó nhận thức được rồi bây giờ xin về đi làm bình thường lại những đức phiên gia đình là gia đình cũng biết niệm phật và phiên chú như đức nói mới có mấy tháng ở trong chùa nó chỉ ảo ảo bên ngoài một chút thôi muốn giữ được cái tâm mà tu đạo ổn định hoặc là ra xã hội mà không bị cái sự cám dỗ lôi kéo hư hỏng là mỗi buổi sáng nửa tiếng ngồi một câu ai đào phật niệm đến cùng phải cố gắng mà nghe Để giúp cho mình bổ túc được cái tâm tính nguyện tu hành lâu dài xuyên suốt. Nào Phật tử phải nhớ rằng mình mỗi ngày mà niệm Phật mà thích thú là nhờ nó phải được bổ túc nhắc nhở. Nếu không là nó nhạt nhẽo, niệm viết nó nhạt nhẽo nó chán, rồi cái bồ đề tâm nó hạ thấp xuống, mình thất bại. Nhớ nghe không? Nên mình phải được bổ túc suốt. gì mà những đức cũng được bổ túc. Những đức học tập cùng với quý vị, những đức cũng được học những đức phiên quý vị những đức cũng được phí những đức đọc những văn tự này những đức cũng được nghe nên chúng ta cùng được lợi ích để cùng tu học nha quý vị những đức đọc động văn quý vị nghe nguyên văn hơi dài một chút nhưng rất là hay đạo xước thiền sư người đời đường họ về quê ở văn thủy tại tinh châu thở bé ngài đã có tánh cung kính khiêm nhường hàng hương lý đều mến chuộng ngài xuất gia hồi 14 tuổi sau khi học giáo điển lại theo tản thiền sư tập tham thiền về sau ngài trụ trì chùa quyền trung tại thạch bích thuộc miền văn thủy chùa này do đàm loan pháp sư kiến lập từ trước đạo xước mến hạnh tu tịnh độ của loan pháp sư hằng lặng lòng quán tượng khi ngồi thường hướng về phương tây sáu thờ lễ kinh không thiếu sót ngài định khóa mỗi bữa niệm phật bảy muôn câu có một vị tăng trong định thần thức dạo đến cảnh trang nghiêm ở tây phương thấy đạo xước tai lằn chàng hạt sắc sáng đỏ số hạt chuỗi rất nhiều cao như non thất bảo ngoài ra còn các điềm thoại ứng khác của ngài không thể thực hết thiền sư thường vì đại chúng giảng kinh vô lượng thọ và thập lục quán đến vài trăm lượt sau khi giảng xong thính chúng mọi vị đều lần chuỗi niệm phật tiếng vang như sóng biển dâng chào có lúc chúng lại tản mát xung quanh niệm phật âm hưởng vang động núi rừng bình thờ ngài khuyến khích đại chúng tu tịnh nghiệp ý vị sâu sắc lờ lẽ như suối tuôn thính chúng đều cảm động nhiếp niệm quên duyên một lòng niệm phật đôi khi có kẻ tà kiến lên non muốn kích bác nhưng khi thấy oai dung của ngài đều lặng lẽ ra về thiền sư có chứ tác hai quyển an lạc tập bao gồm những điểm thiết yếu của các ngài long thọ thiên thăng Huệ Viễn, Đàm Loan được người đương thờ trân trọng năm chinh quán thứ hai vào ngày mùng 8 tháng 4 ngài biết thọ số không còn bao lâu cáo chi trước cho khắp hàng đạo tục xa gần hôm ấy đại chúng đến chùa chặt nứt cả trong ngoài sau thờ khuyến dụ đại chúng đều thấy đàm loan pháp sư ngồi trên thuyền thác bảo giữa hư không bảo đạo xước đằng điện cát ở cõi tịnh độ của ông đã hiện thành chỉ còn dư báo tại ta bà chưa dứt đó thôi chúng lại thấy hóa phật trụ giữa hư không thiên hoa từ trên lát đác rơi xuống các hàng thiện tính lấy vạt áo hứng được thấy cảnh hoa trơn thấy cánh hoa trơn đẹp đáng yêu nhiều màu sắc lạ có kẻ thử cắm trên đất đến bảy ngày vẫn chưa héo đại chúng đều vui mừng ngưỡng mộ than thở khen là điềm rất ly kỳ từ ngày ấy trở đi báo thân của thiền sư thêm khỏe mạnh dung sắc càng tươi tắn Ít lâu sau Ngài vãng sanh Thọ hơn 80 tuổi Bây giờ ở Thích Đạo Phụ Cùng Ngài Đạo Sước đồng chí hướng Mỗi khi gặp nhau đều lấy sự vãng sanh tịnh độ Làm ước hẹn sau khi Thiền Sư viên tịch ba năm Sau khi Thiền Sư viên tịch ba hôm Đạo Phụ nghe tin than thở bảo Ta thường hẹn sẽ vãng sanh trước Ông Nay kết cuộc lại đi sao Nhưng cũng chẳng ngại chi Chỉ cần gia công thêm một chút Tắt sẽ theo kịp Nói xong tắm gọi sạch sẽ Đến trước bàn Phật Lễ nguyện trì niệm Một lúc lâu Kế đó lui ra Ngồi kiết già nơi thiền tọa chắp tay mà hóa Khi quý vị nghe những công đoạn này Quý vị nhận thức rằng Việc niệm Phật mà giảng sanh Thì là do tâm quyết mỗi một người chúng ta có thể niệm lên câu Phật hiệu nhưng về phát tâm niệm rõ ràng là khác nhau quý vị người thì rất là chí thành chí kính để mà niệm cũng là niệm ai với Đạo phật nhưng người thì phát tâm vô cùng tha thiết người thì phát tâm nhạt nhẽo mà niệm cái việc thừa kiểm lại tâm mình đi thí dụ như một người làm việc làm rất nhiệt tình quý vị sẽ cảm nhận được thôi còn một người làm việc thì làm cho có làm cho qua lo thì quý vị cũng nhận thức được thôi thì quý vị công nhận rằng người mà nhiệt tình làm việc thì sự thành công của người ta cũng rất nhiệt tình rất là đặc biệt còn người mà làm việc qua lo thì chúng ta cũng biết rồi đó Thì niệm Phật cũng vậy Câu ai với đào Phật Thì ai cũng có thể niệm được Nhưng sự phát tâm thì khác nhau Người thì có tính nguyện niệm Phật Người thì Thấy người ta niệm niệm theo Thì kết, kết duyên thôi vị Nhớ Nên những công đoạn này khi mình đọc đến cái câu mà Ngài cũng định thờ khóa niệm Phật một ngày bảy muôn câu Niệm nhiều quý vị ừ, Niệm rất nhiều Đọc lịch sử của chư tổ sư Thì thấy rất rõ ràng Các ngài cũng có ký số niệm Phật Nhưng lần chuỗi Thờ đó chưa có cái phương tiện bấm máy Niệm Phật như chúng ta bây giờ Chúng ta bây giờ phương tiện này là Vô cùng phù hợp Nên những đức từng phiên quý vị là Đưa lên cái số lượng cho chuẩn xác mười ngàn hai chục ngàn ba chục ngàn hay gì đó tùy vị năm ngàn gì đó tùy vào cái thời gian của mình Bận biểu hay là rả, rảnh rỗi tính ra kỹ cái số lượng thời gian cho chuẩn xác rồi quý vị, vị cứ một ngày đó cố gắng niệm một câu ai với đạo phật bấm ai với đạo phật bấm ai với đạo phật bấm cả một đời không thay đổi thì chắc chắn tính nguyện những chắc đời này không ai mà không được giảng sanh thì nghe đó ngài đạo sứ ngài tu đạo ngài là người xuất gia việc giảng sanh về thế giới cực lạc của ngài là viên mãn rồi nhưng còn cái nghiệp duyên ở cõi ta bà nên ngài đàm lon ngài nói rằng ngài có thể giảng sanh rồi đó nhưng Nghiệp duyên cõi ta bà còn Nên ở lại thời gian nữa Thì từ đó về sau Ngài đạo sư này khỏe vô cùng Và Một thời gian sau Ngài giảng Sanh Thì có thích đạo phụ Cùng với hướng niệm Phật giảng sanh Cùng với Ngài Đạo Sức Đều là phát nguyện giảng sanh Ngài Đạo sư giảng sanh trước Ngài Đạo Phủ này Ngài nói rằng ngài đã từng phát nguyện giảng sanh trước đạo xước thiền sư nhưng bây giờ đạo xước đã giảng sanh trước rồi thôi mình cũng không sao gia công thêm một chút nữa thì ngày gia công ngày niệm phật thì ngày giảng sanh những văn tự này nhắc nhở chúng ta là quý vị phải có lòng tin cho thật kiên cố nên ngài thiện đạo đại sư ngài nói rằng nếu tính nguyện niệm phật giảng sanh thì muốn người niệm phật đều giảng sanh hết một câu Phật hiệu này quyết chí niệm cả đời không thay đổi dù nghe ai nói pháp gì thù thắng tuyệt đối không dao động tâm đây gọi là nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài tu càng lâu thì càng có kết quả nghiệp lực nặng nề cỡ nào cũng tiêu chắc chắn nên phải có một cái lòng tin cho thật kiên cố khi mình đọc những văn tự này để học tập quý vị nhận thức rất là hay quý vị à hay vô cùng Mà nhờ cái âm đức của các ngài mà giúp cho chúng ta cũng tính nguyện kiên cố Dù nghiệp lực mình có nặng cỡ nào đi chăng nữa Mà nhờ niệm có Phật hiệu này thì từ từ cũng tiêu thôi Chắc chắn là như vậy Nên những ngày Chủ nhật bây giờ những đức chia sẻ Phật Pháp những đức Nói sâu vào Pháp môn tịnh độ Lượng Phật tử bây giờ ngày Chủ nhật càng ngày càng rất là đông nên những đức tần phiên Tất cả những vị trưởng đoàn Quý vị bỏ ra chút thời gian hướng dẫn người đi niệm Phật quý lắm Rất là quý Dù là có sự trở ngại gì một chút Nhưng quý vị nên phát Cái tâm cho thật kiên cố Đừng có lùi bước nha quý vị Nhớ Quý vị đang dẫn người ta đi niệm Phật Là quý vị đang dẫn người ta đi làm Phật đó Làm việc này là làm việc lớn lao nhất của cuộc đời mình Duyên thù thắng lắm Mới có thể hướng dẫn người ta đi niệm Phật được Nếu không có duyên Làm sao quý vị dẫn người ta đi được Nên mình dẫn người ta đi đến Một đạo tràng chuyên tu niệm Phật quý lắm Người ta được bổ túc mỗi tầng. Cho người ta được nghe Ông thầy phía người ta niệm Phật Người ta có được bổ túc suốt như vậy Cái âm hưởng đó Lòng tin người ta càng ngày càng kiên cố mình dặn người ta đi niệm phật dù ai có nói gì cứ mặc kệ mình cố gắng làm việc này đi vì đói với ở thế gian này thiện cũng bị nói mà ác cũng bị nói à chúng ta làm thiện thì người ác nói chúng ta làm ác thì cũng bị người không hiểu châm biếm từ nơi đó Tất cả những cái người thị phi đều là những người chúng ta chưa hiểu Nên mình không nên buồn họ Nhớ đó Không nên buồn Phải có một cái tâm kiên cố Khi hướng dẫn người ta niệm Phật Dẫn người ta đi niệm Phật Mình chỉ là rủ người Thấy xe Lên xe thì Bao nhiêu tiền tự mỗi người bỏ ra để trả thôi Nên cái việc này Cả đời nên làm Đừng nên thối thắt nhớ càng về già về sau thì duyên càng thù thắng sau này đến trăm tuổi già quý vị khỏi cần lo không có người hộ niệm chắc chắn sẽ có người hộ niệm vì sao vì cái duyên quý vị dẫn người ta đi niệm phật mà nhớ đó mình dẫn người ta đi niệm phật là lợi tha Mình đến đạo tràng mình cùng vô tu Là có tự lợ Tự lợi có được Thì dẫn tới niệm Phật lợi tha Mới thù thắng Còn nếu như mình chỉ dẫn tới niệm Phật Mà mình không vô lễ Phật niệm Phật nghe Pháp Vậy thì Chưa được đặc biệt Phải nhớ Dẫn đi đã đặc biệt rồi Vô cùng tu chung thì càng đặc biệt nữa vì để ý mình dẫn người đi tu mà mình tu thì người ta tin tấn lắm Nếu như mình dẫn người đi tu mà mình không tu thì người ta giải đại Nên mình phải làm gương Vậy thì mới có tự lợi lợi tha được Phải nhớ đó Nên khi những đức đọc những tấm gương niệm Phật giảng sanh này Lòng tin những đức đối với tịnh đồ kiên cố lắm mấy vị Những đức cũng mỗi ngày đọc gì Để cho đại chúng của mình lòng tin càng kiên cố đúng là sáng nay còn cổ như đức nó đau lắm như đức tính nghĩ nhưng mà mình thấy rằng nửa tiếng đồng hồ quý vị nghe quen rồi từ khi là mình không nói được nữa là thôi còn mình nói được thì mình cố gắng mình nói chuyện nửa tiếng đồng hồ quý phật tử nghe cũng quen bỏ một buổi thì một ngày mấy ngàn người quý vị không được nghe nên sống ở cõi đời này những việc làm tốt được nên cố gắng quý vị đừng để luống qua cuộc đời của mình uổng lắm cái thăng này mình khéo sử dụng nó thì lấy cái thăng giả này đổi cái thăng ở thế giới cực lạc không già không bệnh không chết còn nếu không khéo thì mình sẽ dung dưỡng cái thăng này một ngày nào nó cũng tùy tiện bỏ mình à nên tất cả các cụ già Lễ Phật được lễ nào thì mình nên lễ Đừng có dung dưỡng cho nó Mình tu là tu cho mình Mà mình không cố gắng Vậy thì mình mất phần lợi ích Người ta chỉ là người phiên mình Mình không cố gắng cuối cuộc đời của mình Ra đi vất vả khó khăn lắm Mình dung dưỡng cho nó một chút Nhưng mà cuối cuộc đời của mình Phải bị chậm lưng đọ lạc khổ đau Tại sao mình không cố gắng Để tu đạo làm những việc tốt hiểu rồi tự mình phát tâm cần gì người ta gò bó mình gieo nhân tốt được, được quả báo tốt cái điều này là chắc chắn quý vị không cần phải bận tâm gieo nhân nào gặp quả báo nấy à làm tốt mà quả tốt chưa đến là do nghiệp chướng của mình nặng quá gây ra nhiều nghiệp chướng bây giờ phải trả trước đi làm thiện này từ từ sẽ phát triển còn nếu như quý vị không làm thiện Vì thì quả báo ác này nó cứ quay mãi đờ đờ kiếp kiếp khổ đau làm sao ra được quý vị nhớ đó nên người làm thiện niệm phật đừng có cầu mong rằng tại sao niệm phật làm thiện lâu gì mà chưa được cái thiện đừng có cầu mong chứ cho phiền phức cứ chăng thật mà làm đi dù mình có gặp cảnh ngộ trở ngại gì đi chăng nữa mình cứ chăng thật mà niệm phật mang tâm tha thứ đừng có buồn vì thì nghiệp tiêu phước tăng rất là nhanh nghiệp tiêu rất là mau nhờ cái tâm quan nghị tha thứ đó đó mình tu phải hiểu nên những đức nhắc quý vị những đức cũng nhắc được những đức đó có khi tâm tư những đức cũng khiến nó cũng bực bội nhưng mà giờ chắc quý vị mà những đức nó cũng thông được cái tâm mình tu ra một con người dễ tính không phải là bê tha mà là không có đặt vấn đề phiền phức buồn phiền nặng nề chứ cái gì cần nói nói cái là xong không có đặt trong tâm phiền phức bực bội con người mình càng tu thì cái ngã phải hạ mình phải kiểm chứ không phải càng tu mà cái ngã mà lại tăng ta nói đến mình cái là mình phiền não khó chịu bực dọc vậy thì sự tu của mình nên nhìn lại sửa lại cái tính tình đó với vị <laughs> phải nhớ đó nếu không sửa bây giờ thì sau này làm sao mình sửa được một cái hạt giống nó đã hư rồi Thì mình phải thay hạt giống khác Chứ bây giờ mà mình Cứ tưới tẩm cái hạt giống hư Nó không có lợi ích gì đâu Mình đã làm sai thì nhất định Phải đoạn trừ Nếu mình cứ dung dưỡng nó mãi Mà mình không có tâm đoạn trừ vậy Thì nó càng ngày nó càng phát triển thêm Dù là một con người này Làm sai họ chưa sửa được liền Nhưng chỉ cần họ có tâm đoạn trừ Quý vị coi rõ ràng Càng ngày nó càng giảm bớt càng ngày càng giảm bớt là được rồi giảm từ 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 mình dứt luôn là sốc còn nếu như mình chưa đủ lực dứt luôn một lần có khi nó phản ngược nên mình là phần phu giống như một cái tấm gương dơ lau từ 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 nhất định cũng lau sạch có khi lau gấp sạch nhưng mà vẫn còn chỗ dơ nên ta nói dục tóc bất đạt cái gì cũng vậy chỉ cần có phương hướng thì mình hướng kiên nhẫn mà hướng, nhất định sẽ tới mục tiêu mà mình hướng quý vị. Phải nhớ đó. Nên tất cả những công đoạn này nhắc lên, người xưa niệm Phật, lần chuỗi cũng có ký số. Đưa lên số lượng đúng không? Vậy thì bây giờ mình dùng máy bấm số niệm Phật đưa lên số lượng quá phù hợp. Nên những đức nói, tất cả những người cộng tu ở đây, như vị bấm số niệm Phật, về nhà tiếp tục bấm số niệm Phật. Nhớ nha. Về nhà cũng bấm số niệm Phật. Ở đây bấm số niệm Phật, về nhà bấm số niệm Phật. Ở đây được quý thầy ghi về nhà quý vị có cuốn sổ quý vị ghi đi Ghi xong á Có dịp vô đây cộng tu Đưa những đứa coi thử coi Để những đức nêu lên cho nhiều người cùng làm Quý vị có phước nghe không Nhớ đó Phải cố gắng Tất cả các cụ cố gắng Mình vô trong chùa mình tu hành Phải mang tâm quan hỷ Quý thầy sắp làm sao mình nghe vậy Không có chống trả, không có buồn phiền Tại vì tổ chức làm việc người ta nhìn người ta biết sắp làm sao cho phù hợp tất cả đại chúng những đức làm sao đó là quý vị quan hỷ hết vì sao vì những đức tính toán kỹ lắm suy nghĩ kỹ lắm thí dụ như đại chúng phục vụ cho đại chúng các cô các chú phục vụ cho các cụ già mình sắp xếp làm sao cho người ta phát tâm người ta phục vụ cho các cụ già lâu dài chứ họ đâu có phục vụ cho những đức gì đâu các cụ nên các cụ không bao giờ suy nghĩ rằng những đức làm sao ưu ái những người phục vụ cho đại chúng này kia người ta phục vụ cho đại chúng mình ngày xưa còn trẻ mình đâu có làm việc này đâu các cụ bây giờ người ta còn trẻ người ta làm được việc này mình phải tạo cho người ta thấy rằng cái nhân cái quả người ta thấy rõ ràng người ta mới phát tâm vô cùng là vui vẻ quan hệ các cụ nhớ nên những đức thường phiên các cô trẻ phải thương yêu các cụ già hết lòng các chú trẻ nhiệt tình thương yêu các cụ già đây là gieo cái nhân phước đức rất là lớn đừng có để lỡ qua nghe không đó nên phương pháp mình tu mình đưa ra rất chuẩn xác đại chúng trong chùa mỗi một người chúng ta ai cũng là gieo duyên với tất cả chúng sanh gì đây Hàng phật tử bên ngoài bị gì đây vì thấy rõ ràng từ trên tới dưới ai cũng rất nhiệt tình dù là chúng ta sống đơn giản nhưng cái tâm mình đến với nhau rất nhiệt tình phàm phu ai cũng còn sai nhưng mà mình là người tu không có để trong tâm những điều bực bội không vừa lòng vậy thì công đức phước báo mình mới phát triển được nghiệp mình mới tiêu nghe quý vị sáng nào cũng học tập một câu ai chỉ là phật niệm đến cùng đến cùng là cả đời này niệm phật không thay đổi hãy lấy tấm gương của hòa thượng hải hiền niệm một câu phật hiệu niệm 92 năm giảng sanh thù thắng như vậy Chúng ta đọc những văn tự này Và tấm gương của Hòa Thượng Hải Hiền Rõ ràng rồi Không còn cái gì mà mình Phải nghi ngờ nữa Chỉ sợ mình tu mà mình giải đãi thôi Mình bỏ cái mong tịnh độ giữa chân thôi Thì mình không được giảng sách Những đức đó. Nghe Hòa Thượng Ngày giảng thiết, ngày nêu lên thầy Ngày nói cái câu Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người như đức nói rõ ràng gặp Pháp môn tịnh độ Nếu bị kiên nhẫn niệm Phật đi Đừng bao giờ mầm móng Thay đổi gì chứ biết gì Chân thật mà niệm Phật Rồi mỗi ngày chúng ta cùng học tập gì Cứ chân thật mà niệm Phật đi Rồi vì sẽ thấy cái lợi ích an vui của nội tâm Tuyệt vời lắm Rất là tuyệt vời Con người Mình đi đến đâu mình cũng đừng có mang cái tâm Không vừa lòng không vừa ý Mình mang cái tâm vừa lòng vừa ý Là vì sao mình tin nhân quả mình gieo nhăn thì sao mình gặp quả vậy Nên mình gặp cái quả báo thì sao Mình cũng cảm thấy vừa lòng vừa ý Để trả cho xong món nợ đi Nên những đức thường nói là Thận duyên đừng dính mắt Mà nghịch duyên đừng buồn phiền Vậy thì tức khắc quý vị an tâm liền nói chứ. Còn nếu như thận duyên dính mắt Nghịch duyên buồn phiền là quý vị bất an à? Được không dính mắt Mà không được không buồn phiền có những người mình bây giờ được cửa cải và chắc được nhà cao cửa rộng được danh tiếng nếu mình chấp dính mắt thì tức khắc mình sợ mắt thì bất an nên mình được không dính mắt mà mắt không buồn phiền vậy thì cái tâm tu giải thoát nó mới phát triển được niệm phật là chắc chắn giảng sanh những tấm gương này chúng ta cứ yên tâm không cần lo nghĩ không cần bận tâm cái yên tâm mà niệm phật vậy là được rồi đó buổi sáng nói chuyện một chút vậy đó nhưng mà cả ngày bị siêng năng niệm Phật Vọng tưởng Về cái cõi đời này Thì tạo nghiệp Nhớ Phật thì tạo phước Vì sao mình không nhớ Phật Vì sao mình không nhớ Phật Mà đi vọng tưởng Đi đi ngồi nói những việc này Việc kia người ta hạn chí Nên mình gần người trên á Gần những cấp lãnh đạo Hay là trong chùa mình gần vị chú gì Quý vị nhớ nè mình phải làm sao giúp người trên Mình phải là bắt cầu làm sao mà Để quá giải cái tâm mà Hiềm khích Chứ không phải là mình là gần người trên là mình chăm thọt Mình có cái tâm ác ý chăm thọt Nếu người trên mà để những người Như vậy bên cạnh cũng phiền phức lắm Phiền phức Họ cứ chăm thọt hoài sao người ta gần gũi Quý vị được hoặc là người ta làm việc cho quý vị được Họ thương ai thì họ Họ nịnh hót Họ ghét ai là họ chăm thọt cho người ta bức Cái tâm này là cái tâm gắn độc Mình đã nghe Phật Pháp rồi Mà có cái tâm này thì quý vị đi cầu gắn độc đó, Chứ đừng nói cầu giảng sanh Cầu làm gắn đó, Chứ làm sao mà giảng sanh được Nên thí dụ như bên cạnh những đức Có một người đi Những đức vừa bực bội ai Người trên Tự nhiên người ta nói một câu Người ta lý giải ra Tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ xuống Nhẹ xuống liền đó. Thí dụ những đức nói chuyện với cô chính đi Những đức chỉ cần mà bực bội cái gì Một chút là tức khắc cô chính cô lựa lờ của nó nhẹ nhàng đó. cái đó là cái khéo léo mà phước lớn Phước lớn Chứ nếu như mà mình gần người trên Mà mình nói những lời kích động Làm người ta bực bội để người ta xử Người khác mình có tội lớn mà mình làm cho người trên cũng nặng trong lòng và khó chịu thì đó là mình làm khổ người ta hiểu không nên mình thương người trên là mình làm sao cái tâm người ta nhẹ nhàng Giúp cho người ta nhẹ nhàng cái tâm Đó mình mới có phước quý vị Nên tất cả những người được gần người trên Phải nhớ cái câu này Đừng nên làm ra để cuối cùng Mình trở thành gắn độc Mình phải trở thành Phật mới được không? Vậy thì là tốt rồi đó Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị Ai chỉ làm Phật Nguyện đem công đức này Hồn về không tất cả Để từ và chung sanh Đồng sanh về tình độ